máy xếp bô lông nhưng được tặng thêm chức năng bắt vít và khoan. Các bác không nghe nhầm đâu ạ, trên tay em đang là em máy xếp bô lông có mã là IMS M330BL, đầu khẩu 1/2 inch nhưng là đầu rỗng lục giác. Em máy này phù hợp với các bác nào sửa chữa xe máy này hay là xếp mở những con ốc từ 19 đổ xuống. Và ngoài ra thì em nó còn thêm chức năng là bắt vít và khoan. Vậy bây giờ các bác đi test cùng em nhá. Em máy này có lực xiết tối đa là 350 N, tốc độ 2450 vòng trên phút, sử dụng động cơ không chửa than và chân pin phổ thông M21. Sản phẩm được phân phối tại các đại lý và bảo hành trên toàn quốc nên các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Giờ em sẽ lắp đầu lục giác vào để vít gỗ vít tô cho các bác. Sản phẩm sẽ được tặng kèm một túi đựng này, một thân máy, hai pin, dung lượng 3, một sạc. Bộ sản phẩm được bảo hành 6 tháng trên toàn quốc. Yamatsu, đối tác tin cậy trên mọi dự án của bạn.